Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2010, chúng ta tại chùa Cam Lồ Sâm Hạ, thiền đường Hội Ngàn Sao, trong mùa Luân Hoa Tu mùa xuân, cho nó lớn lên chút nữa. This is a moment of happiness. Chúng ta học tiếp kinh Chiếc Lưới Ái Ân, đọc lại từ đầu. Hôm nay có một bản dịch mới của sư cô Trang Đức mới gửi qua. Thay vì để là the net of love, sư cô để the net of attachment. Tâm ý đi về hướng ái dục thì cây ái dục sẽ đâm chồi trổ nhánh rất mau. Tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vượn chuyền cành tìm trái từ cành này sang cành khác. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoạn nạn do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày, mọc kín như cỏ tranh. Bị ái ân mê hoặc, người ta sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ, rỉ mãi cũng đầy hồ. Đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn. Muốn tâm ý được an vui thì phải quyết tâm dứt bỏ ái dục ái ân. Không ân ái thì không còn phải đi vòng quanh trong cõi luân hồi. Không còn phải mang nặng ưu tư, không còn thấp thỏm mong cầu những gì ô nhiễm. Không còn ái nhiễm thì sẽ được thực sự yên vui. Sau ân ái thâm trọng thì đến giờ lâm chung bao quanh bởi những người thân thuộc sẽ thấy con đường có lo lắng và sầu khổ dài như thế nào. Cái khổ do ái ân gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn, đầy tai ách. Là người tu đạo, ta không nên đi về hướng ái dục. Phải bắt đầu bằng cách tìm diệt tận gốc cái cây ái dục để cho những cái rễ của nó không còn có thể đâm chồi lên được. Đừng làm như cắt cỏ lau, để sau khi được cắt rồi thì lau lại mọc lên như cũ. Hôm nay chúng ta học tới bài kệ thứ 8. Gốc cây ái dục sâu và vững. Tuy cây đã bị đốn, nhưng cành lá vẫn có thể sinh ra trở lại. Tâm ái dục chưa dứt trừ thì theo lẽ thường cái khổ do ái dục đem tới vẫn còn trở lại như thường. Như thọ căn thâm cố. Thọ căn là cái rễ của cây, thâm rất là sâu, cố vững chãi. Tuy tài do phục sinh. Chữ này là chữ tài. Có nghĩa là cắt. Tuy là có cắt đứt rồi, nhưng mà nó có thể sinh ra trở lại, phục sinh. Ái ý bất tận trừ. Ái ý bất tận trừ là nếu cái tâm ý ái dục nó chưa có dứt trừ một cách hoàn toàn, tận là hết. Triếp đương hoàng thọ khổ. Thì mình phải trở lại để mà chịu đựng những cái khổ đau.
Chữ trip này nó có nghĩa là cái lý thường là nó như vậy, cái lẽ thường là nó như vậy, tiếng Anh dịch là usually, thường thường. Usually, tâm ái dục chưa dứt trừ thì theo lẽ thường, usually, cái khổ do ái dục đem tới vẫn còn trở lại như thường. Cái chữ dục ý này á, là cái chữ gốc ý, tức là cái tâm ý. Chữ ái, ái là ái dục, cái tâm ý ái dục mà chưa có đoạn trừ thì theo lẽ thường nó sẽ trở lại nhận chịu những cái khổ đau. Cái quan trọng là cái sự đoạn trừ ở trong tâm ý. Cái năng lượng tình dục á, nó có thể còn. Tại vì khi mà mình là con người á, thì cái năng lượng đó nó có thể còn. Và chính nó còn cho nên mình mới làm người. Nhưng mà khi mà cái tâm ý của mình đã được nhiếp phục rồi thì cái năng lượng đó mình có thể xử lý được. Và vì vậy cho nên diệt trừ tận gốc không có nghĩa là làm cho nó hết cái năng lượng tình dục trong con người đó. Đào gốc không có nghĩa là làm hết cái năng lượng tình dục trong con người đó. Đạo gốc là khi nào cái tâm ý của mình có đủ tuệ giác, có đủ từ bi. Và cái tuệ giác và cái từ bi đó nó đủ sức để mà xử lý được cái năng lượng tình dục. Và năng lượng tình dục đó không làm gì mình được, tuy là nó vẫn còn đó. Tầng gốc nó có nghĩa như vậy. Nó không có nghĩa là mình không còn có năng lượng tình dục nữa. Tại vì là con người thì nó có cái năng lượng đó. Nó có cái khuynh hướng đó. Do đó cái vấn đề là vấn đề chuyển hóa cái tâm chứ không phải là chuyển hóa cái thân. Bài kệ thứ 10 mình đã học rồi, bây giờ mình đọc lại. Tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Những tư duy, mong ước và nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục, và do đó chính mình tự che lấp sự thật và không thấy được sự thật. Tham ý vi thường lưu. Thường lưu tức là những cái bài thứ 9 mình chưa đọc không? À, đọc bài. Bây giờ đọc bài thứ 9. Đọc bài thứ 9 trước. Như con vượn nhảy ra khỏi cây này thì lại nhảy vào cây khác. Người đời cũng thế, ra khỏi được một tục ngục tù ái dục này rồi lại lao vào một ngục tù ái dục khác. Cái bài kệ thứ 9 này nó cho mình biết trước cái điều mà mình sẽ học trong bài kệ thứ 10, là ở trong con người mình nó có một cái tập khí.
mà cái tập khí đó chưa chuyển đổi thì mình ra khỏi được một ngục tù, mình lại đi vào một ngục tù khác. Thì vấn đề không phải là vấn đề thay đổi cái ngục tù mà thay đổi tập khí. Ngoài đời có khi mình có những khó khăn, khổ đau với một người và mình cứ tin rằng tại cái người này không thích hợp với mình, tại cái người này có nhiều cái yếu kém, người này là người làm cho mình đau khổ, cho nên mình có cái tâm là mình bỏ người này, mình ly dị với người này, mình ly hôn với người này, mình ly thân với người này thì mình khỏe. Và khi mình ly thân được rồi, ly hôn được rồi thì nó có khỏe hơn thật. Nhưng mà mình lại dính vào người khác, mình vẫn tìm người khác. Và khi mà dính vào cái người thứ hai này, tuy là cái người mới, tuy là người khác, nhưng mình vẫn hành xử giống hệt như là mình đã hành xử với cái người trước đó. Tức là cái tập khí của mình vẫn còn. Cái cách mình suy tư, cách mình nói năng, cách mình tiếp xúc không có thay đổi gì hết. Và những cái gì mà mình đã làm cho người trước kia đau khổ, bây giờ mình làm cho người mới này đau khổ. Và vì vậy mình tạo ra một cái địa ngục thứ hai. Mình không biết rằng cái khổ đau không phải là tới từ cái người này hay tới từ người kia, mà tới từ chính mình. Nếu mình giữ cùng một cái tập khí, một cái lề thói, ứng xử, thì đối với ai cũng vậy, mình cũng sẽ làm cho người đó khổ và mình cũng sẽ làm cho mình khổ. Cho nên vấn đề không phải là đổi cái đối tác, đổi cái người partner, mà là đổi cái tập khí của mình. Nếu mình không đổi tập khí của mình thì người nào cũng vậy, mình cũng sẽ làm cho người đó khổ và mình sẽ khổ. Thì trong cái bài kệ thứ 9 này, mình đã thấy được cái điều nói trong bài kệ thứ 10 là mình phải đối diện với tập khí và phải có sự chuyển hóa trong tâm. Viên hầu Đắc Ly Thọ là con vượng, nó có cơ hội rời khỏi một cái cây. Đắc là được. Viên hầu là con khỉ, Đắc là được, Ly Thọ là rời khỏi một cái cây, tức là mình thoát ra khỏi cái người kia. Cái người kia mình cho là nguồn gốc của sự đau khổ của mình. Mình ly thân được, mình ly dị được, thì mình cảm thấy giải thoát. Nhưng kỳ thực chưa giải thoát gì hết. Tại vì cái tập khí của mình nó vẫn còn y nguyên như cũ. Đắc thoát, phục, thu thọ. Vừa mới được thoát ra thì lại nhảy vào trong một cây khác. Và khi mình nhảy vào một cây khác, cũng như là mình có một cái đối tác mới, một cái partner mới, thì mình cũng hành xử giống hệt như vậy. Chúng nhân diệt như thị, người đời cũng như vậy đó. Xuất ngục, phục nhập ngục, ra khỏi một ngục tù thì lại trở vào một ngục tù khác. Cho nên vấn đề là phải chuyển hóa tập khí. Tham ý vi thường lưu là cái ý niệm, cái tâm ý của tham dục ấy, nó là một cái dòng chảy, nó chảy hoài, thường lưu. Tập giữ kiêu mạn tinh. Tập tức là cái thói quen, cái tập khí. Và cái kiêu mạn nó đi đôi, tinh là cùng đi với kiêu mạn và tập khí.
Cái bài này mình đã học từ trước rồi. Và nếu đại chúng có pháp đàm thì nên xoay vào hai cái đối tượng này, tức là cái tập khí và cái mặc cảm. Hai cái đó nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Và trong cái bài kinh này, bài kệ này thì mình thấy rất rõ là cái ngã chấp của mình, cái ngã chấp của mình nó là nguồn gốc cho tất cả các mặc cảm. Khi mà mình thấy rằng mình là một cái ta riêng biệt thì mình mới so sánh với người khác để thấy rằng hoặc là mình hơn người khác, hoặc là mình thua người khác, hoặc là mình bằng người khác. Và ba cái mặc cảm đó nó làm cho mình điên đảo. Và trong cái tình yêu, trong cái ái dục đó, nó có cái vấn đề đó. Mình muốn thỏa mãn cái mặc cảm của mình. Mình muốn chứng tỏ một cái gì đó. Chứ không phải thật sự là mình yêu thương. Mình yêu thương là để mình muốn làm thỏa mãn một cái mặc cảm nào đó, để chứng tỏ một cái gì đó, mình chứng tỏ là mình hơn hay là mình không có thua hay là mình bằng. Thì ít người mà phân tích tình yêu, phân tích riêng ai dưới cái góc độ của vô ngã. Và Đức Thế Tôn là người đầu tiên đã đưa vấn đề này ra. Khi mình nghiên cứu về tình yêu, về luyến ái dưới cái góc độ vô ngã thì mình sẽ khám phá ra được những cái gì rất là sâu. Khi mà mình chứng được cái vô ngã, mình thấy mình trong người này, mình thấy người mình trong người kia, người kia và người đó cũng có ở trong mình, thì lúc đó mình rất là khỏe. Sư anh của mình cũng là mình, sư em của mình cũng là mình, sư chị của mình cũng là mình. Chê hay khen, người đó cũng là chê khen mình. Và vì vậy cho nên mình không có bị là nạn nhân của cái sự khen chê nữa. Vô ngã là một cái tuệ giác. Mà khi mà có tuệ giác vô ngã rồi, nó giải quyết được tất cả các vấn đề. Trong đó có cái vấn đề ái dục, có cái vấn đề tình yêu. Cho nên cái phương thuốc mà Đức Thế Tôn đưa ra là cái phương thuốc nó trị tận gốc. Nếu mà vẫn còn bị kẹt vào trong một trong ba cái mặc cảm thì mình vẫn còn chưa được giải thoát, và mình phải còn tiếp tục lao đao lần lần trong vấn đề luyến ái, trong vấn đề tham dục. Cho nên khi mà mình pháp đàm, mình muốn đi cho sâu thì mình phải đi sâu vào tập khí. Trong cái chuyện yêu đương, trong cái chuyện vướng mắc, trong cái chuyện ái dục á, nó có vấn đề tập khí ở trong đó. Mà tập khí không phải là vấn đề của riêng mình. Tập khí nhiều khi là do ông bà, tổ tiên truyền lại. Và mình phải ráng chịu. Mình phải chuyển hóa cho ông bà, cho tổ tiên. Và vấn đề thứ hai là vấn đề mặc cảm. Cái mặc cảm nó thương theo đúng cái nguyên tắc của nó thì là không còn sự phân biệt nữa. Cái đó là xả, xả tức lệ quan niệm ý chí. Khi
khi mà có tình thương chân thật rồi á, thì không có cái sự phân biệt nữa. Thì equanimity xả tức là một trong bốn cái yếu tố của thương yêu mà Bụt dạy. Mà thương yêu với equanimity, thương yêu với xả thì không còn đau khổ nữa. Mà xả có nghĩa là sự vắng mặt của ba loại mặc cảm. Do đó cho nên tình yêu mà cao nhất á, là tình yêu có xả, là equanimity. Không có phân biệt nữa, không có kỳ thị nữa. Ôm lấy tất cả. Và không có khổ đau nữa. Thì mình đi hướng về cái phía đó. Tư tưởng ý dâm dục. Cái tư và cái tưởng nó được thêu dệt, nó được nhuộm cái màu của ái dục. Và chữ tư ở đây mình đã học rồi. Chữ tư ở đây không hẳn là chỉ có nghĩa là tư duy, là thinking. Mà từ đây tức là cái ước muốn, cái volition, cetana. Từ đây là cetana. Còn tưởng đây tức là tri giác, samskara. Cetana với những cái tư duy, những cái ước muốn, những cái mình tâm tâm niệm niệm hàng ngày cùng với cái cách thức mình nhận thức sự vật, các những cái đó nó được trang điểm, nó được nhuộm cái màu của ái dục. Từ phú 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 trong phải phúc phú phú phú, chữ này cũng có thể đọc là phúc được, nhưng mà trong trường hợp này nó đọc là phú. Phú tức là nó che, tự mình che mình, làm cho mình không có thấy được cái sự thật, vô sở kiến. Bài thứ 11, dòng suối tâm ý, dòng tâm ý tham dục ấy, mình chữa lại, dòng tâm ý tham dục ấy. Dòng tâm ý tham dục ấy cứ mặc tình trôi chảy, khiến cho những nút thắt ái dục đang kết lại với nhau chằng chịt. Nhất thiết ý lưu diễn. Nhất thiết tức là tất cả. Ý tức là cái tâm ý. Tất cả cái dòng tâm ý đó, nó chảy. Nó chảy tràn. Ái kết như cát đằng. Cách đằng tức là những cái dây leo. Còn chữ kết này, nó là những cái nút thắt. Chữ kết này là dịch chữ Samyojana. Tiếng Anh dịch là fetters.
Ở trong bảng tiếng Pali thì mình có chữ Sanyojana. Mà Sanyojana thì nó cũng là Samyojana, nó cũng cùng một nghĩa. Nó có nghĩa là những cái sợi dây ràng buộc, những cái nút thắt, những cái nút thắt. Nhưng mà trong bảng chữ Pali lại còn thêm chữ ngoài chữ Sanyojana lại còn thêm chữ Sangha. Chữ Sangha này không có chữ hát, thành không có nghĩa là tăng. Chữ Sangha này nó có nghĩa là trước. Trước tức là vướng mắc. Vô trước tức là không có vướng mắc. Asanga là tên của một thầy rất là lớn. Asanga là anh ruột của thầy Vajubandhu. Thì trong cái bảng tiếng Pali chữ kết này nó có hai cái. Một là Sanyojana dịch là fetters và chữ Sangha này dịch là bands. Chữ hán là trước. Cả một cái dòng tâm ý nó chảy mạnh như vậy, nó làm cho những cái nút thắt, những cái vướng mắc của ái dục nó kết thành những cái dây leo, các đằng tức là dây leo chằng chịt, các đằng. Tiếng Anh dịch là creepers, creeper, plant, rampant. Cái tiếng Phạn là lata. Là cái cây leo. Lentus flexible. Creeping plant. Và chữ lata đó, nó cũng đồng thời nó cũng có nghĩa là tham dục. Nó có hai nghĩa. Một là dây leo, các đằng. Trong tiếng Pali thì chữ các đằng là lata. Mà lata đồng thời nó có nghĩa là dây leo mà cũng có nghĩa là tham dục. Nó leo rồi nó mọc, nó phủ tùm lum hết. Thành ra cái chữ lata đó là một cái epithet của chữ tanha. Tanha là dục, là dục. Dòng tâm ý tham dục ấy cứ mặc tình trôi chảy, giúp cho những nút thắt ái dục đó đan kết với nhau chằng chịt như là những dây leo. Chỉ có tuệ giác chân thật mới có khả năng phân biệt và thấy rõ được điều này và giúp ta đoạn trừ được căn nguyên của nó nơi tâm ý. Duy tuệ, phân biệt kiến. Chỉ có cái tuệ giác nó có thể thấy được, nó có thể phân biệt được. Và nó đoạn trừ được cái nguồn và cái gốc của cái tâm ý tham dục. Ý này tức là ái ý, là dục ý, đoạn này là cắt đứt.
Thành ra cái vấn đề giải thoát không phải là vấn đề ép sát cho nó khô, cho nó hết cái năng lượng tình dục. Vấn đề giải thoát là vấn đề có tự giác. Có tự giác rồi, có tình thương rồi, thì cái năng lượng tình dục tuy có đó, nhưng mà mình xử lý được dễ dàng. Cái đó gọi là đào tận gốc. Đào tận gốc không có nghĩa là làm cho hết năng lượng tình dục. Đào tận gốc có nghĩa là có đủ trí tuệ, có đủ tình thương. Mình không có làm chuyện đó là tại vì mình thương, mà mình không làm chuyện đó. Mình không làm chuyện đó là tại vì mình có trí tuệ, mình biết rằng cái đó sẽ đưa tới khổ đau cho mình và cho người khác. Ví dụ như là một người có khuynh hướng muốn lạm dụng tình dục của em bé. Có thể là người đó đã được sinh ra với cái tập khí đó. Thì người đó dù đi tu để làm ông cha hay là ông thầy thì cái tập khí nó vẫn còn. Mà dù người đó muốn không có lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng mà trong con người đó nó có cái tập khí, nó có cái hạt giống, nó có cái muốn như vậy. Thành cái vấn đề này là vấn đề tập khí, chứ không phải là vấn đề đôi khi mình không muốn, nhưng mà mình có cái hạt giống đó. Và khi mà bắt đầu thấy được cái điều đó rồi, thì cái sự giận dữ, thù hận của mình đối với người kia nó bớt nhiều lắm. Tại vì người đó cũng là một cái nạn nhân, một cái victim của cái tập khí. Người đó là nạn nhân của cái tập khí. Thì con đường giải thoát cho người đó không có nghĩa là hủy hoại thân thể. Và có những người họ tức lắm, họ không muốn như vậy, họ tìm cách họ hủy hoại thân thể. Ở trong cái truyền thống Tây Phương và Đông Phương, có những người họ lấy dao, họ cắt cái bộ phận sinh dục của họ, gọi là đoạn âm. Họ giận lắm. Mà tại sao mà có cái năng lượng đó, họ giận lắm, họ không có muốn như vậy. Và có những người như Thi sĩ Huy Cần thì nói rằng Thượng Đế kỳ quá, Ngài sinh ra cơ thể con người sao mà kỳ quá. Thân quá nặng nên hồn xa xuống thấp, chớ giận chi những kẻ mất thiên đường. Và rất là trách Thượng Đế đã sinh ra cơ thể con người như vậy, nó quá nặng. Mình không có muốn như vậy, nhưng mà cơ thể nó muốn như vậy. Tại vì vậy cho nên có những người tức quá, lấy dao cắt đứt cái bộ phận sinh dục của mình, gọi là đoạn âm. Ngày xưa trong giáo đoàn của Bụt có một người làm như vậy. Và Bụt Đa La, Bụt nói rằng đoạn âm không có bằng đoạn tâm. Cắt đứt cái tâm, chứ không có nên cắt đứt cái thân. Đoạn âm bất như đoạn tâm. Cần phải tìm những cái phương pháp để mà đối xử với cái năng lượng đó. Không phải là tự hủy hoại cái thân thể của mình mà giải quyết được vấn đề. Không phải là cắt đứt nó mà giải quyết vấn đề. Thì cái phương pháp mà Bụt đưa ra là phải có tuệ giác. Mà hễ có tuệ giác là có từ bi. Nhìn mình nhìn thấy mà em bé, mình có cái khuynh hướng muốn lạm dụng nó. Nhưng mà nếu mình đủ trí tuệ, thì mình thấy rằng nếu mình làm công việc này thì làm hư cả đời của một con người. Nó sẽ đau khổ suốt đời. Nó mới 6 tuổi, nó mới 7 tuổi. Mà mình lạm dụng tình dục nó, thì cái vết thương nó sẽ đi với nó suốt đời. Và khi mà thấy được điều đó thì tự nhiên có từ bi.
có trí và có từ bi, và chính cái trí tuệ và từ bi đó nó cứu mình và cứu em bé, chứ không phải là do cái chuyện mình cắt đứt cái bộ phận sinh dục của mình mà cứu được. Và muốn làm chuyện đó là phải có tăng thân, phải có buộc, phải có pháp và có tăng mới làm được. Chứ một mình thì cũng rất là khó, nhất là khi mình sống một mình không có sự hướng dẫn của thầy, của bạn, của tăng thân, của giáo pháp thì mình làm không được. Có những trường hợp mà cái tập khí nó quá nặng, cái hạt giống nó quá nặng, thì những người đó cần phải đặt vào trong cái hoàn cảnh có được sự giữ gìn của một cái đoàn thể, của những người biết cách thì mới được. Cái đó mới gọi là thương. Chứ còn thả lỏng, thả người đó vào trong cái hoàn cảnh tự do muốn làm gì làm, thì người đó sẽ gây những tàn hại cho những người khác, cho những em bé khác và cho chính cái người đó. Và cái tuệ giác mà Bụt nói ấy, là cái tuệ giác về vô thường, về vô ngã, về bất tịnh, về hư giả. Có bốn cái mà bốn cái thấy sai lạc gọi là tứ điên đảo. Thì bây giờ mình phải làm sao để cho nó đúng trở lại, gọi là perfected view. Perfected view nó là viparyasa. Điên đảo. Thứ nhất á, là nitya, là thường. Sự vật là vô thường. Mà mình cứ nghĩ là nó thường. Nó là anicca mà mình cứ thấy là nó nitya. Thì đó là cái thấy, một trong bốn cái thấy trọng ngược, gọi là đệ nhất điên đạo. Thứ hai là sukha. Tức là nó đưa lại hạnh phúc, lạc. Kỳ thực cái đó không phải là lạc. Cái đó là khổ mà mình tưởng là lạc. Mình đi tìm cái hạnh phúc trong cái đó. Nhưng mà kỳ thực cái đó là khổ chứ không phải là lạc. Đấy, cái đó là một cái thấy ngược lại. Ví dụ như mình say đắm ma túy, say đắm tửu sắc. Mình đi tìm hạnh phúc trong những cái đó. Thì những cái đó không phải là lạc. Không phải là lạc mà nó là khổ. Nó là dukkha chứ không phải là sukha. Sukha là lạc và dukkha là khổ. Thứ ba là Atma, là ngã. Cái đó nó không có một cái thật ngã, nó không có một cái chủ thể riêng biệt. Cái hoa nó không có cái tự tánh riêng biệt, con người cũng không có tự tánh riêng biệt, cha con cũng vậy, cha không có một cái tự tánh riêng biệt ngoài con, cha có trong con có trong cha. Đam mê có trong bông hoa. Thì thấy được cái đó gọi là vô ngã. Mà khi thấy được vô ngã rồi thì không có mặc cảm. Và khi mà chưa thấy vô ngã thì cái thấy của mình đảo ngược, gọi là ngã, là Atma. Thành ra phải tu tập như thế nào để đảo ngược nó lại, để thấy được cái thấy chân thật, cái chánh kiến. Right view.
Còn thứ tư là sushi. Sushi. Tức là tình. Tình tức là tinh khiết. Nó không phải là tinh khiết. Mà mình cho nó là tinh khiết. Nó là một cái ô nhiễm. Nó là unhealthy. Nó là insane. Mà mình tưởng nó là tinh khiết. Ái nhiễm là nó không có sự tinh khiết. Nhiễm tức là không có tinh khiết. Unhealthy, insane. Mà mình cho nó là healthy, nó là sane. Thì cái đó gọi là điên đảo. Thì sự vật là vô thường, mình cho là thường. Sự vật là khổ, mình cho là lạc. Sự vật là không có ngã, mình cho là có ngã. Sự vật là không có thanh tịnh, không có, mà mình cho là tình, thường lạc ngã tình. Thì bốn cái đó là bốn cái thấy chống ngược, gọi là tứ điên đạo. Và khi mà quán chiếu thấy được bốn cái này là tà kiến. Tà kiến tức là wrong view. Thì tự nhiên mình đạt tới cái gọi là tuệ. Khi mà mình nhìn vào trong cái đối tượng của ái dục á, và thấy được cái bản chất của cái đối tượng đó, nó không phải là thường, không phải là lạc, không phải là ngã, không phải là tỉnh, nó gây khổ đau cho mình và cho người kia trong tương lai, thì tự nhiên mình có cái tuệ. Và có cái tuệ đó thì tức là có cái từ bi, mình có phân biệt, mình thấy được. Thì chỉ khi mà có cái tuệ đó thì mới có thể đoạn trừ được cái nguồn gốc, cái nguồn và cái gốc của cái dục ý mà thôi. Nó giải quyết của Đức Thế Tôn là giải quyết tận gốc. Thành ra trong đời của Đức Thế Tôn cũng có một vài thầy lao đao về vấn đề tình dục. Rất là muốn tu, nhưng mà tu không được tại vì cái năng lượng của tình dục nó quá mạnh. Và những thầy đó đã tức quá, đã lấy dao, đã cắt đứt cái bộ phận sinh dục của mình. Và khi mà Bụt nghe thì Bụt rầy, Bụt nói rằng cắt đứt cái đó không phải là chuyện nên làm. Cái cần cắt đứt là cái tâm của mình. Mà muốn cắt đứt cái tâm dâm dục của mình thì phải quán chiếu, phải có tuệ giác. Phải nương vào tuệ giác của tăng thân, phải nương vào tuệ giác của Bụt. Mình phải quán chiếu. Mình nói rằng trong cái cuộc phiêu lưu ân ái này, vướng mắc này, mình sẽ đi vào đâu? Và sư em của mình sẽ đi vào đâu? Về đâu? Phải đặt câu hỏi như vậy. Nếu mình tiếp tục mình đi sâu vào cái liên hệ đó, thì ngày mai mình sẽ đi về đâu trong cuộc đời tu của mình? Và cái người kia sẽ đi về đâu? Phải hỏi câu hỏi đó. Phải đi thực tế. Mình ở trong giây phút hiện tại, mình có thể thấy được tương lai. Nếu mà mình cứ tiếp tục đi như vậy vào cái chuyện vướng mắc, thì mình sẽ trở thành ra cái gì? Và cái người kia, sư anh của mình hay là sư em của mình sẽ trở thành ra cái gì? Đó là câu hỏi. Mình phải đặt câu hỏi, cái chí nguyện của mình là cái gì? Mình có thực sự muốn thể hiện cái chí nguyện đó hay không? Nếu mà mình thật sự muốn hoàn thành cái chí nguyện lớn lao đó, thì không có thể nào đi con đường này được. Con đường này nó đi ngược lại. Nó làm cho mình không còn năng lượng để có thể tu, để có thể học, để có thể đổ đời được. Vậy thì đặt câu hỏi thứ hai là chí nguyện ta là cái gì? Câu hỏi thứ nhất là nếu mình tiếp tục đi vào con đường vướng mắc này thì mình sẽ đi vào đâu? Và câu hỏi thứ ba là nếu ta đi sâu vào cái này, nếu mà ta để cho cái sự thực, cái sự kiện nó đưa ta và người kia đi xa,
thì mọi người trong tăng thân, mọi người sẽ đối xử với ta như thế nào? Ta không nghe lời tăng thân. Ta nói ta đủ tự giác để lo cho ta rồi, ta không cần nghe tăng thân. Tôi biết tôi làm gì, anh đừng có xen vào. Mình trở thành ra đối tượng của cái sự tẩy chay của tăng thân. Tại tăng thân thấy rằng mình là một người không có thể nói chuyện với được, mình không có chơi với được, mình không có thể nào giáo dưỡng được. Mình là một giọt dầu ở trong cái bát nước của tăng thân, thì tăng thân sẽ coi mình không phải là một thành phần của tăng thân, sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Mình không phải là một thành phần của tăng thân, mình là một kẻ lưu lạc. Đó là câu hỏi thứ ba. Và câu hỏi thứ tư là nếu mình cứ tiếp tục đi con đường này thì chắc chắn ngày mai mình sẽ bỏ con đường mà hiện bây giờ mình đang đi, và cố nhiên mình sẽ đánh mất cái tăng thân cũng như cái sư cô đó, cũng như cái sư chú đó. Bây giờ đây không còn trở về với tăng thân được nữa, tại vì ngoan cố đi con đường mà tăng thân không có ngăn cản được. Nhất thiết ý lưu diễn, tất cả cái dòng suối của tâm ý ái dục nó tuôn chảy, nó làm, nó tạo ra những cái nút thắt, những cái ràng buộc khiến cho cái cây ái dục nó đang vào nhau chằng chịt. Trong trường hợp đó chỉ có tuệ giác mới giúp cho ta thấy được, phân biệt được rõ ràng cái gì đang xảy ra, và mới có thể giúp ta chấm dứt được cái dục ý, mới chấm dứt được cái nguồn và cái gốc của dục ý. Thứ năm thì mình sẽ học tiếp.